Chào các bạn, đây là kênh tìm hiểu chữa bệnh bằng thuốc nam. Các bạn hãy đăng ký kênh để thường xuyên được cập nhật tin mới nhất. Viêm xoang là bệnh viêm các xoang cạnh sống mũi gây đau nhức, khó chịu cho người mắc bệnh. Vậy làm thế nào chữa bệnh viêm xoang là câu hỏi được rất nhiều người quan tâm. Cây xương cá hay còn được gọi với nhiều cái tên khác như là cây dao, cây san hô xanh, cây xương khô. Loại cây này thường xuất hiện rất nhiều ở các vùng quê, mọc trên bờ rào hoặc những bụi gai. Cây xương cá có tính mát, vị cay, hơi chua, được sử dụng rất nhiều để khử trùng, tiêu viêm và giải độc. Tuy nhiên theo nghiên cứu thì cây xương cá có tính hơi độc và mủ cây có hại đối với mắt người gây tổn tê. Hương hoặc nặng có thể dẫn đến mù lòa. Tuy vậy, từ xa xưa đến nay đã có rất nhiều người sử dụng cây xương cá chữa bệnh viêm xoang và đạt được những hiệu quả nhất định. Vậy sử dụng cây xương cá như thế nào để có thể đạt được hiệu quả cao nhất, thành công thoát khỏi chứng viêm xoang khó chịu? Sau đây là một vài kinh nghiệm của các danh y giúp chúng ta hiểu hơn về loài cây này và cách sử dụng nó. Cách sử dụng cây xương cá để chữa bệnh xoang. Kinh nghiệm sử dụng loại cây này để chữa xoang được bắt nguồn từ vùng Tây Nguyên và lan truyền trên khắp các vùng miền trên cả nước do tác dụng nó mang lại. Cách sử dụng, ta chuẩn bị một ấm đun nước sạch chuyên dùng cho việc đun thuốc, một ống cuốn dài khoảng 50cm, một đầu cuốn vừa mũi mà một đầu to úp vừa ấm thuốc. Lấy khoảng 15 đến 20 đốt cây xương cá tươi, cắt trực tiếp vào ống để giữ lại phần mủ của cây, sau đó cho thêm một chén nước rồi đem đu. Sôi, nước đã sôi thì điều chỉnh lửa nhỏ lại sao cho hơi hít vào không bị bỏng mũi, sau đó lấy ống đã chuẩn bị úp đầu to lên ấm đầu nhỏ, sử dụng hít hơi nóng từ ấm thuốc bốc ra. Một số lưu ý. Một số điều cần lưu ý khi sử dụng bài thuốc chữa viêm xoang bằng cây xương cá. Đặc biệt khi sử dụng cây xương cá để xông hơi nên xông ngay lúc thuốc vừa mới bốc, khi đó lượng mủ trong thuốc còn đậm đặc, vì vậy hiệu quả mà nó mang lại cũng sẽ cao hơn so với thời gian sau đó. Trong quá trình xông hơi nếu cảm thấy nóng quá bạn cũng có thể dừng lại, quay mặt ra phía ngoài một lát rồi lại xông tiếp. Không nên chạm lỗ mũi vào trực tiếp vào ống hơi vì hơi thuốc lúc này tỏa ra rất nóng, có nguy cơ dẫn đến tình trạng bỏng da. Vì vậy thay vì để lửa liu riu, chúng ta cũng có thể để thuốc sôi rồi tắt đi, hít hết hơi thuốc rồi bật lại. Đối với phương pháp này thì thường chỉ sau khoảng 2-4 lần xông người bệnh có thể cảm thấy hiệu quả rõ rệt mà nó mang lại. Đối với trường hợp sau 4 tháng 5 ngày mà tình trạng không có tiến triển thì có thể do thuốc này không phù hợp với cơ thể, bệnh nhân cần tìm phương pháp khác để chữa trị thay thế.